ចាបាទខណៈពេលចាព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅខណៈនេះនឹងខ្ញុំសូមលើកយកប្រទេសចិនម្ដងចាដើម្បីអ្នកស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារស្ថានីយ៍ប៉ូលីសនៅខេត្តសិនជៀងនៅប្រទេសចិនអ្នកងារសារព័ត៌មានចិនសិនហួរបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2014នេះថាក្រុមអ្នកលេងដើម្បីអ្នកត្រូវបានប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយចាកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះលើស្ថានីយ៍ប៉ូលីសខេត្តសិនជៀងភាគខា
ban rong rộp bước khăn ông ca vi bà bàn tay mặt bàn mặt đà lao chân xì vil nằm ở nế cô thân ạ lao ý cư bình chạy thà cồng chân biếc bàn bạc rộp chân xâm rộp chôl từ khăn ông thân đi bà lý khăn ông sẵn cắt dê chênh nơi phía khăn tập bông khai dân chiền hai cò bàm tù rộp chân nụ tay mặt đồn liêm phliêm bà lý bàn chạy tọp đòi ca bánh xâm lạp cồng chân biếc bàn đọc bấy nẹ còn gồm lăng bà lý khăn bông thơ cha gồm bông bàn to thơ ca sơ bằng kết rộp mù là hai bất này ca vi bà hà ni phong đài chạy nên chỉ cả lần đấy đại cả nước non trà đại cả làng nước non bớt trần trà này khai dân chiềng trà cư miền cầm trà cư miền cầm nhẹ lên đập bấy nhẹ đại bàn bạc lán châu từ non stani poli tập má của miền cà bành cờ hà tại mặt đồng trà trà lục sợi tam miền cả này với nơi bớt tê nát lá trà sông chun đò tập sạch chấn sông chun phồn mình đặt tàu 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 năng dụ ấn bên chun